Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và lời đầu tiên thì kiến thức tử vi chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến các anh chị và các bạn, một lời chúc sức khỏe. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, trong nội dung của bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ tới các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung là tử vi về những con giáp, về vận mệnh, tài lộc trong năm 2020 đối với người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 thì buộc phải thay đổi nhiều phương diện mới. Và vậy, người tuổi Giáp Tuất 1994 gặp những vận hạn gì và phải làm như thế nào để thay đổi một cuộc sống và để có một năm 2020 tốt lành và hanh thông hơn, thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi đi tìm hiểu ngay nội dung của bài viết dưới đây trong ngày hôm nay nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay về vận hạn trong năm 2020 của người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 buộc phải thay đổi nhiều trong cuộc sống. Giáp Tuất đã vượt qua hạn tam tai đầy nghiệt ngã, nhưng sang năm 2020 thì Giáp Tuất buộc phải thay đổi mới, mong đổi vận. Và hãy cùng kiến thức tử vi là xem vận hạn của người tuổi Giáp Tuất trong năm 2020 ra sao. Thứ nhất là về hạn tam tai của người tuổi Giáp Tuất trong 4 năm qua, thì trước khi nói về năm 2020 là năm Canh Tý thì chúng ta sẽ tổng kết lại cho người tuổi Giáp Tuất trong 4 năm qua đã phải trải qua những gì khi mà tuổi đang trong giai đoạn lập nghiệp lại gặp phải hạn tam tai. 3 năm tam tai là 3 năm kinh hoàng của người tuổi Giáp Tuất khi mà trải qua trăm bề khổ sở, bị phụ bạc, bị lừa dối, bị mất tất cả, thậm chí là nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Và có những con Giáp Tuất đã chợt nhận ra và đã cố để vượt qua được cái hạn tam tai đầy nghiệt ngã ấy và đã tự mình leo lên bằng một ý chí, bằng một sự kiên định, kiên trì, cố gắng riêng của chính mình. Tưởng chừng như đã vượt qua được hạn tam tai thì cuộc đời sẽ bước sang một trang mới, nhưng không, họ lại vừa phải đi qua những chông gai của năm 2019 đầy trở ngại. Và con Giáp Tuất đã bị tụt lại khá xa, họ lại mới leo lên được vạch xuất phát, thì các tuổi khác gần như đã đi được một nửa chặng đường. Lên được vạch xuất phát thì cũng đã lại phải chịu khá nhiều tổn thương, và bản thân họ đã chịu nhiều vết thương khi phải hứng chịu hạn tam tai như tình cảm đổ vỡ, công việc không thăng tiến, đầu tư thua lỗ, thậm chí là tai tiếng thị phi, và họ đã phải đang đối mặt với ánh cười khinh bỉ của rất nhiều người. Và khi bước tiếp trong năm 2019 thì con Giáp Tuất phải dậm chân tại chỗ mất 2-3 tháng đầu năm để cho mọi việc dần trở về quỹ đạo, không bị xáo trộn, và cũng như là vạch ra cho mình một hướng đi để tìm những cơ hội phát triển. Đại nạn không chết thì đó là hồng phúc, nhưng càng vẽ ra thì lại càng gặp nhiều rắc rối. Tất cả đã khiến cho người tuổi Tuất rơi vào thế bí cùng cực. Và năm 2019 thì đã có nhiều cái mới, đôi điều đỡ muộn phiền, và con giáp này đã thấy dễ thở hơn, nhưng họ vẫn đi loanh quanh trong vòng thúng. Và trong chuyện tình cảm thì không quá chông gai, nhưng vẫn còn nhiều biến động. Và có những tháng xung đã khiến cho Tuất phải nghi ngờ con số của mình có phải là số chó không. Thì thật ra Giáp Tuất đã sử dụng ít vận may của mình vào lúc ngày còn bé. Và khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì người sinh năm 1994 đã hưởng khá nhiều vận may, giờ chỉ còn lại ít lộc tồn sót lại mà thôi. Và thứ hai là người tuổi Giáp Tuất thực sự đổi vận khi vượt qua được đại hạn
trong năm 28 tuổi, và khi sang năm 2020, năm Canh Tý, thì Giáp Tuất cần phải tận dụng tối đa những cơ hội mà năm 2020 dành cho con giáp này. Và con giáp này hãy phải thay đổi từ bây giờ. Đối với Tuất thì năm 2020 là một năm mà có nhiều sự thay đổi mới, nhiều cơ hội mới. Về vận khí thì khá nhiều, như gặp may mắn về quý nhân giúp đỡ, vận hạn dường như không bủa vây như trước, nhưng trong số đó họ vẫn phải để ý những điều về sau. Nếu như năm 2019 thì bị Thái Bạch tước đi những cơ hội và tước đi những mầm sống hao hụt về tiền bạc, thì sang năm 2020 họ sẽ được trả lại sự sống đó và có nhiều cơ hội hơn. Nhưng nếu con giáp này không đủ nhanh nhạy thì mọi sự sẽ không thành, sự nghiệp khó phát triển, và nó phải đòi hỏi nữ Giáp Tuất phải bất chấp giành giật lại về cho chính mình. Không là của mình thì cũng phải giành về bằng được, nhưng đừng giật chồng của người khác, điều đó là không nên. Người không vì mình thì trời chu đất diệt, nhưng song song đó cũng cần phải chú ý đến tai tiếng thị phi, cũng như cẩn thận về mồm mép. Có thể họa vô đơn chí, có khi lầm lì hành động thì lại thoát hơn là hơn, và lên tiếng chỉ đạo lại rước họa vào thân. Xét về vận trình tài lộc của người tuổi Giáp Tuất thì có đường tài lộc khá tốt, chỉ cần là bạn chăm chỉ làm việc, chuyên tâm kiếm tiền và cơ hội tài lộc sẽ ùn kéo tới. Lúc đó chỉ sợ bạn không có đủ thời gian và sức lực mà kiếm tiền mà thôi. Nhưng người này nên phải tự lập cho mình một kế hoạch về tài chính rõ ràng và dự kiến chi tiêu như thế nào, tiết kiệm ra sao thì sẽ có một cuộc sống dư giả và tốt hơn. Còn về cơ bản thì tuổi Giáp Tuất không phải là người quá xem trọng về tiền bạc, nhưng chỉ cần có cơ hội kiếm tiền thì họ sẽ không bỏ qua, và họ là người sống rất thực tế và biết mình cần gì trong cuộc sống. Còn về chuyện tình duyên thì vẫn có nguy cơ đổ vỡ. Con giáp này cần phải sự khôn khéo trong cách cư xử và ứng xử, không vì quá nóng giận thì sẽ mất khôn đó. Thứ ba là về vận hạn của nam Giáp Tuất năm 2020. Trong năm 2020 thì nam Giáp Tuất thì cần phải chú ý đến những vấn đề về tài chính, là vì nam mệnh nên được ưu ái hơn một chút khi mà năm 2019 đã được sao Thái Âm chiếu mệnh, nhưng không hiểu lý do gì mà Giáp Tuất không phát triển được, ít thành tựu, thậm chí lại còn xa sút hơn, hay vì họ đang quá nản lòng, đang chờ đợi một điều gì đó từ những người thân, hay họ vẫn bị tổn thương về tinh thần mà không vực dậy nổi, để rồi bỏ phí một năm trôi qua đi. Có vẻ như họ yếu đuối hơn. Nữ nhân thì lên số trời cho họ thêm một năm nữa, với sự đặc ân của sao Mộc Đức, nó đã mang lại cho con giáp này nhiều tin vui về vận khí, nhiều vận may cho họ để họ vực lại được tinh thần mà phát triển. Và trong năm 2020 thì những bạn nam mà sinh năm 1994 nên chú ý các khoản đầu tư, hạn chế đầu tư lớn, chỉ cần nhỏ giọt, tránh xuất tiền vào các dự án hay những công việc nó có thể mang tính chất lâu dài, tránh tình trạng lấy ngắn nuôi dài, vì hạn các năm mới sẽ trùng điệp điệp, không có thời gian để mà thu hồi vốn đâu. Và trong năm 2020 thì hai tháng đẹp nhất là một vụ ăn cả năm, đó là tháng 10 và tháng 12. Còn về tình duyên của người nam Giáp Tuất thì luôn luôn tin tưởng người trong gia đình hoặc người yêu của chính mình, không nên để ý người ngoài gièm pha hay giận cá chém thớt. Không vì bị xếp hành mà về hành hạ vợ, đừng giận người yêu vô cớ, vì năm 2020 sẽ là một năm rắc rối gây đổ vỡ về chuyện tình cảm rất cao đối với người tuổi Giáp Tuất, nên con giáp này cần phải lưu ý. Thứ tư là về tổng kết vận hạn của người tuổi Giáp Tuất trong năm 2020. Trong cuộc đời thì ai cũng phải trải qua, và đại hạn 28 tuổi, có tuổi
được may mắn đã cảnh báo trước thì có người lại không, và có người thì tín tâm nhưng người thì coi như trò đùa. Khi đọc được bài này, điều mà các bạn cần lưu ý là khi sang năm 2021, tuổi của các bạn bắt đầu bước vào đại vận kèm với La Hầu và Kế Đô rực rỡ chiếu rọi, đó cũng là lúc mà thời thế của người tuổi Giáp Tuất lại lắm gian truân. Vậy nên hãy trân trọng khoảng thời gian này trời yên biển lặng của cuối năm 2019 đến hết 2020. Đây là chân quý từng tuần, phải nâng niu từng tháng, nỗ lực không ngừng mà dựng nên một nền tảng cho điều mình trông mong, tích lũy vào được một năm yên ổn nữa thôi. Chờ đợi một thời cơ thì cơn bão mạnh gấp 1.000 lần sẽ đổ vào cuộc đời. Nó có thể đánh cho sấp hết cả mặt con giáp này đó. Nghĩ thôi đã thấy hơi oải rồi đúng không? Nhưng các bạn yên tâm, sau cơn mưa trời lại sáng và cuộc đời lại bằng phẳng như xưa mà thôi. Nên cho dù làm gì thì hãy phải tận dụng quãng thời gian này, thiên thời địa lợi nhân hòa, cố gắng nắm bắt thời cơ và cơ hội, cờ đến tay thì phất, mà nhớ tiết kiệm chút ít tiền bạc để phòng thân. Và con giáp Tuất kiếm tiền được nhưng không giữ được tiền, đó là cái yếu của người giáp Tuất. Và một vấn đề cần nhắc nhở với các bạn tuổi giáp Tuất là cái gì qua rồi hãy để cho nó qua đi. Tuổi này đừng ôm mộng mơ nhớ về quá khứ, chỉ tự làm mình đau mà thôi, và hãy mỉm cười với tất cả rồi cuộc sống sẽ ổn. Và bao nhiêu khó khăn và thử thách trông gai vẫn còn nhiều ở phía trước, trông chênh gian nan lắm thử thách cuộc đời thì tuổi này không êm đềm và trải sẵn hoa hồng như những con giáp khác. Tuy mình không có lòng ác muốn hại ai, nhưng phải biết đề phòng vì xã hội ngoài kia sẽ có nhiều kẻ muốn hại mình. Nói gì đến xã hội, đôi khi cũng bị chính bạn bè hoặc người mình tin tưởng nhất lại dẫn đến mất hết và mất trắng. Nó ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và vật chất tinh thần của bạn nữa. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.